trong ngày. Trước việc hai sân bay Việt Nam bị trang sleepinginairport.net bình chọn vào danh sách 10 sân bay tệ nhất châu Á, người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết là quan điểm của ông là đừng phản bác mà hãy lắng nghe. Bởi đây là những đánh giá rất cần thiết, là mục tiêu đặt ra cho ngành hàng không Việt Nam không phải là thoát khỏi top cuối mà là phải lọt được vào top đầu. Chuyên gia hàng không Lương Hoài Nam thì đưa ra một so sánh, đó là tại sân bay quốc tế Singapore, hành khách trả khoảng 300.000 tiền Việt phí dịch vụ nhưng được hưởng nhiều loại dịch vụ miễn phí hơn, với chất lượng cao hơn so với khi phải trả 370.000 tiền phí dịch vụ cho các sân bay ở Việt Nam. Hạng cao hay hạng thấp là chính từ những yếu tố này. Cánh cửa Boeing, 6.500 chi tiết và giấc mơ Việt là hàng tít được đặt ngay trên đầu trang nhất tờ Thời báo Kinh doanh. Giấc mơ là bởi, mặc dù sản phẩm cánh cửa máy bay Boeing 777 được lắp ráp ở Việt Nam có tới 6.500 chi tiết, bao gồm từ khung cửa tới ốc vít tới đinh bấm, nhưng tất cả 6.500 chi tiết này đều sản xuất tại Nhật, tức là tỷ lệ nội địa hóa là 0%.